rất nhiều chuyện tình đơn phương giữa các nghệ sĩ được nảy nở từ những lần hợp tác chung, thậm chí từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà những mối tình này mãi mãi được chôn chặt, chỉ đến khi người trong cuộc tiết lộ, khán giả mới được tỏ tường. Lâm Vị Dạ, Trịnh Thăng Bình. Khán giả vẫn luôn biết tới chuyện tình trong quá khứ của Lâm Vị Dạ và anh Đức. Vậy nhưng, khi tham gia một game show mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1984 lại bị bóc mẽ từng yêu thầm Trịnh Thăng Bình. Cụ thể, chính tình cũ của cô nam diễn viên anh Đức cho biết, Lâm Vị Dạ từng thầm thương trộm nhớ Trịnh Thăng Bình khi cả hai cùng học cùng lớp ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đáp lại anh Đức, Lâm Vị Dạ bất ngờ thừa nhận khi bỗng dưng hát ca khúc Tình Đơn Phương, nhưng sau đó cô nhanh chóng giải thích cả hai chỉ là bạn thân. Cô cho biết rất thích mẫu người giống như nam ca sĩ, người ấy, Lâm Vị Dạ còn thú nhận thích con trai của mình giống Trịnh Thăng Bình. Dậy vậy, tiết lộ mới này của diễn viên anh Đức vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, cách đáp trả của Lâm Vị Dạ cũng khiến không ít người đặt nghi vấn rằng rất có thể chuyện cô thầm thương Trịnh Thăng Bình thuở còn sinh viên là có thật. Theo tiết lộ của anh Đức, Trịnh Thăng Bình chính là chàng trai khiến Lâm Vị Dạ thầm thương khi còn học chung lớp tại trường sân khấu nhiều năm trước. Thanh Hà, Phạm Anh Khoa vốn là đôi bạn thân nhiều năm nay, thế nhưng ít ai ngờ rằng Phạm Anh Khoa lại từng đem lòng thầm thương trộm nhớ Tăng Thanh Hà. Thế nhưng, chưa kịp nói ra lời tỏ tình, nàng ngọc nữ của điện ảnh Việt đã mau chóng nhận thấy tấm lòng của chàng rocker và khéo léo từ chối chỉ bằng một từ tiểu muội, ẩn ý cho việc chỉ muốn duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè thân thiết. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Phạm Anh Khoa từng bày tỏ, với tôi, đàn ông và phụ nữ không có khái niệm bạn bè. Tôi đã từng thích Hà Tăng và bây giờ là quý cô ấy vì cả hai chúng tôi đều đã có gia đình, cô ấy biết nhưng chỉ coi tôi như một đứa em. Tôi vẫn gọi Hà là tỷ, còn cô ấy gọi tôi là tiểu muội. Cách né tránh khéo léo ấy khiến tôi càng tôn trọng cô ấy hơn. Có nhiều người phụ nữ họ biết cảm xúc của người đàn ông và họ lan man vào chuyện đó để tìm những niềm vui nhỏ. Tôi không thích những người như thế, chót thầm thương nhưng bị từ chối khéo. Phạm Anh Khoa không vì vậy mà bỏ đi tình bạn với Tăng Thanh Hà mà ngược lại cả hai lại trở thành tri kỷ nhiều năm nay. Cho đến nay, khi cả hai đều đã có mái ấm riêng nhưng Phạm Anh Khoa Tăng Thanh Hà vẫn là bạn tốt, thậm chí là tri kỷ. Đặc biệt, Thùy Trang vợ Phạm Anh Khoa hiện giờ cũng chính là bạn thân của Tăng Thanh Hà. Mà theo chia sẻ của người trong cuộc, chính Tăng Thanh Hà đã đứng ra mai mối cho Phạm Anh Khoa Thùy Trang nên duyên chồng vợ, vợ chồng Phạm Anh Khoa và vợ chồng Tăng Thanh Hà hiện cùng chơi chung một nhóm bạn thân, tình bạn hơn một thập kỷ qua của họ luôn khiến người hâm mộ dành sự ngưỡng mộ lớn. Tăng Thanh Hà quang vinh ngoài Phạm Anh Khoa, Tăng Thanh Hà còn được Hoàng tử Sơn ca quang vinh thầm thương trộm nhớ một thời gian. Được biết, nhờ cơ duyên hợp tác chung trong một vài clip ca nhạc nên Quang Vinh đã bắt đầu cảm mến Tăng Thanh Hà. Theo nam ca sĩ, chính sự dễ thương cả về ngoại hình lẫn tính cách của Tăng Thanh Hà đã khiến anh siêu lòng, không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Chỉ biết là Vinh rất mến Tăng Thanh Hà, Quang Vinh từng chia sẻ trước truyền thông. Tuy nhiên, với Tăng Thanh Hà, cô chỉ coi Quang Vinh là bạn tốt, đặc biệt ở thời điểm đó, Tăng Thanh Hà vẫn muốn dành thời gian cho việc học. Sau vài lần hợp tác chung, Quang Vinh đã đem lòng thương mến Tăng Thanh Hà, vậy nhưng tình cảm giữa cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn. Việt Hương, Tiết Cương. Nam nghệ sĩ Tiết Cương cũng từng khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ anh từng yêu mến Việt Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc cả hai còn đang đi học.
Vậy nhưng, vì mặc cảm nhà nghèo nên suốt một thời gian dài, anh không dám tiết lộ mà quyết định giấu kỹ tình cảm của mình. Lúc mới vô trường, tôi nhớ như in Hương mặc áo sơ mi trắng với quần jean lưng cao, đầu đội mũ rộng vành và mang giày bốt cao rất thời thượng. Tôi thì mặc chiếc áo cũ mềm, chân mang dép lê và tự thấy mình đều bọt. Sau này học chung lớp tôi mới lân la làm quen nhưng cũng không dám thổ lộ, còn Hương rất dạ dĩ vì cô ấy là con nha nòi. Tôi nhút nhát quá, chưa kịp nói năng gì đã bị ông anh lớp trên cua mất tiêu. Đau lòng quá nhưng tôi cũng chỉ biết ôm trọn mối tình tâm, Tiết Hương tiết lộ với báo chí. Được biết, Việt Hương cũng nhận ra tình cảm mà Tiết Hương dành cho cô nhưng vì nam nghệ sĩ không thổ lộ nên mọi chuyện đã kết thúc trong im lặng. Dù không thể thành đôi, nhưng Việt Hương Tiết Hương vẫn là những người đồng nghiệp, người bạn thân thiết nhiều năm nay. Trường Giang Ốc Thanh Vân cuối năm 2015, khi làm giám khảo một game show truyền hình, Trường Giang đã tiết lộ với khán giả về chuyện từng yêu đơn phương Ốc Thanh Vân mà không dám tiết lộ hay theo đuổi vì nghĩ mình không xứng. Cách đây 14 năm, Trường Giang yêu thầm Ốc Thanh Vân, Trường Giang bộc bạch nói về chuyện này, Ốc Thanh Vân cho biết chuyện này lúc đó Vân không biết. Lúc còn học ở sân khấu có những buổi chiều Vân ngồi một mình tự tập thoại mà không hề biết có người dình. Và người đó là anh Trường Giang. Mãi 10 năm sau, khi có cơ hội làm việc chung với nhau ở một chương trình truyền hình, anh Giang mới nói ra điều này nhưng lúc đó đã muộn rồi, mối tình đơn phương gần 20 năm trước của Trường Giang dành cho Ốc Thanh Vân khi được tiết lộ đã khiến không ít khán giả bất ngờ. Hiện Trường Giang và Ốc Thanh Vân cũng là những người đồng nghiệp thân thiết, luôn đồng hành trong nhiều chương trình.